Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại quay đầu tăng nhẹ gần 2 đô la Mỹ trên một ounce với tỷ lệ tăng là 0,10%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1.827,49 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.824,12 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.828,96 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,07%. Hiện tại hầu như giao dịch ổn định ở mức 95,560 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu giảm nhẹ, giảm 358,79 đô la Mỹ trên một Bitcoin và với tỷ lệ giảm là 0,81%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 43.732,77 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 1,17%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1,942% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,29%, hiện tại thì mỗi thùng dầu thô đang có giá là 89,482 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá quý kim đang trên đà phục hồi vững chắc và đã chạm đỉnh 2 tuần. Tình hình địa chính trị căng thẳng là một trong những nguyên nhân hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Sự gia tăng căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng không có gì đảm bảo cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thị trường khí đốt ở châu Âu được giải quyết. Trong khi đó, mối quan hệ Mỹ-Trung lại nóng lên với việc Mỹ đã thêm 33 công ty của Trung Quốc vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Điểm chú ý tuần này chính là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 dự kiến sẽ được công bố vào sáng thứ Năm. Nhiều ý kiến dự đoán chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 sẽ tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu này sẽ thêm căn cứ để Fed điều hành chính sách tiền tệ của mình. Trong báo cáo thị trường mới nhất, các nhà phân tích của Wells Fargo nhận định, vàng có thể đi từ một trong những tài sản tồi nhất vào năm ngoái thành một trong những tài sản tốt nhất vào năm 2022, khi một số trở ngại chính của nó tiêu tan. Sau khi kết thúc năm giảm tới 3,6%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2015, vàng đang tìm kiếm một cuộc phục hồi đột phá hướng tới mức cao kỷ lục mới. Nhà đầu tư đang áp dụng chiến lược quan sát và chờ đợi nhiều hơn do vài số liệu lớn sẽ được công bố tuần này. Vàng đang được hỗ trợ tốt quanh mốc 1.800 USD. Tuần này sẽ là tuần quan trọng với kim loại quý. Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại hãng môi giới chứng khoán ORND nhận định. Phần cuối của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Động thái nới rộng chênh lệch mua vào, bán ra của các đơn vị kinh doanh vàng được cho là đẩy rủi ro về phía người mua. Nếu mua vàng ở Doji những ngày này, ngay khi bước chân ra khỏi cửa mỗi lượng vàng đã mất giá trị đến 1.300.000 đồng. Giới chuyên gia nhận định chênh lệch mua, bán vàng an toàn phải ở ngưỡng dưới 300.000 đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, thực tế đa số doanh nghiệp hiện tại đều điều chỉnh mức chênh này lên quanh ngưỡng 800.000 đồng, 1.300.000 đồng mỗi lượng. Nếu mua vàng SCC ở mức giá định 63,5 triệu đồng mỗi lượng trong phiên hôm mùng 7 tháng 2, tính cả mức giảm và chênh lệch mua bán, đến hôm nay, người mua vàng có thể đã lỗ tới khoảng 2,3 triệu đồng mỗi lượng lượng vàng SJC. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Ở thời điểm này, giá vàng SJC cũng như là vàng nhẫn bù số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác theo đều duy trì đà giảm quý vị và các bạn nhé. Tuy nhiên thì với vàng SJC thì có một chút phục hồi nhẹ, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại hai thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.135.000, bán ra 6.215.000, giảm 450.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 45.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 35.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.135.000, bán ra 6.217.000,
giảm 45.000 ở chiều mua vào, 35.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.130.000, bán ra 6.210.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào, giảm 40.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.130.000, bán ra 6.260.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.100.000, bán ra 6.250.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Phú Quý SJC mua vào 6.140.000, bán ra 6.220.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều bán ra, còn chiều mua vào không có sự thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.151.000, bán ra 6.225.000, giảm nhẹ 4.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Mi Hồng SJC mua vào 6.145.000, bán ra 6.200.000, cùng giảm 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.145.000, bán ra 6.195.000, giảm 35.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.135.000, bán ra 6.217.000, giảm 55.000 ở chiều mua vào, giảm 40.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác cũng duy trì đà giảm. Tuy nhiên, so với phiên chiều ngày hôm nay thì đã có một chút phục hồi nhẹ. Hiện tại chỉ còn giảm 450.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là giảm 45.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 35.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Và hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Đà Nẵng mua vào 6.135.000, bán ra 6.217.000. SJC Nha Trang mua vào 6.135.000, bán ra 6.217.000. SJC Cà Mau mua vào 6.135.000, bán ra 6.217.000. SJC Huế mua vào 6.132.000, bán ra 6.218.000. SJC Bình Phước mua vào 6.133.000, bán ra 6.217.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.135.000, bán ra 6.215.000. SJC Miền Tây mua vào 6.135.000, bán ra 6.215.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.135.000, bán ra 6.215.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.137.000, bán ra 6.220.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.135.000, bán ra 6.217.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.133.000, bán ra 6.217.000. SJC Phan Giang mua vào 6.133.000, bán ra 6.117.000. SJC Hạ Long mua vào 6.133.000, bán ra 6.217.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.133.000, bán ra 6.217.000. Tiếp theo là giá vàng 4 số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm chiều tối hôm nay thì giá nhẫn 4 số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác quay đầu giảm trong khoảng từ 21.000 cho đến 250.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng từ 2.100 cho đến 25.000 đồng trên một chỉ. Ở chiều mua vào và chiều bán ra tùy vào mỗi loại vàng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.340.000, bán ra 5.430.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào, 15.000 ở chiều bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.330.000, bán ra 5.410.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, 5.000 ở chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.246.4000, bán ra 5.356.4000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.872.9000, bán ra 4.072.9000, giảm 3.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 2.969.3000, bán ra 3.169.3000, giảm 3.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.071.2000, bán ra 2.271.2000, giảm 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.